Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đó là câu nói của bác Hồ khuyên răn rất nhiều người dân Việt Nam phải nhớ ơn đến các vua Hùng. Các bạn thân mến, tôi đang có mặt ngay tại nơi thờ các vua Hùng. Hôm nay đội tuyển Việt Nam và tuyển U22 Việt Nam đã có mặt ở đây để dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng đã có công dựng nước. Chúng ta cùng xem những hình ảnh của thầy Park cũng như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải. Họ có hành động đến đây ý nghĩa như thế nào? Mình và rất nhiều anh em phóng viên đã có mặt ở đây. Tuy nhiên, không nhiều người đón được cái cảnh gọi là đội tuyển Việt Nam được rất nhiều những chiếc xe cảnh sát của công an Phú Thọ tiếp đón. Thực sự là cái sự kiện đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam đến với Đền Hùng, đến với Phú Thọ là một sự kiện đặc biệt đối với tỉnh Phú Thọ và đối với những người dân nơi đây. Cho nên sự tiếp đón là chúng ta có thể hiểu được một cái sự chu đáo dễ nhận ra của rất nhiều những quan chức như là những người dân tại Phú Thọ. Lúc này thì cả đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U22 bắt đầu xuống xe rồi, chúng ta cũng cùng hành trình này. Xem clip của mình thì các bạn có lẽ là sẽ không khác gì đi cùng đội tuyển Việt Nam lên thắp hương tại Đền Hùng để tưởng nhớ các vua Hùng. Các bạn thấy là lúc này thì đội tuyển Việt Nam đang xếp gần 5 hàng. Đây là chính là yêu cầu của huấn luyện viên Park Hang-seo, yêu cầu rất tỉ mỉ làm sao để cho các cầu thủ đi không bị gọi là loạn hết cả lên, rồi đi kiểu không có hàng lối các bạn. Có một chi tiết là hôm nay thì một số cái tên không có mặt trong thành phần đội tuyển Việt Nam đi Phú Thọ, đó chính là Quế Hồng Hải, đó chính là Xuân Cường, đó chính là Hồ Tuấn Tài. Những cầu thủ này đang gặp vấn đề về chấn thương và đang phải tập luyện phục hồi ở khách sạn Grand Plaza. Cả Xuân Cường bị trở gặp vấn đề ở vai, hay là Quế Hồng Hải, Phú Thọ và Tuấn Tài thì gặp vấn đề ở cái bắp chân, bị rách bắp chân các bạn ạ, rất là nguy hiểm. Chính vì thế mà họ không đi Phú Thọ lần này. Và đây là những gương mặt của đội tuyển Việt Nam có mặt tại Phú Thọ và lên thắp hương tưởng nhớ các vua Hùng. Như mình đã nói thì cái sự kiện mà đội tuyển Việt Nam góp mặt tại Phú Thọ, đặc biệt là tại Đền Hùng như này là một sự kiện vô cùng đặc biệt. Có lẽ tại các cá nhân như ví dụ như đấy, các bạn thấy Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng các thứ, thì các bạn có thể nghĩ là các cầu thủ có thể là đã từng đi Đền Hùng rồi, nhưng mà với tư cách cá nhân khác và với tư cách của một tuyển thủ đi cùng các thành viên trong đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn khác. Và nói thật với các bạn là cũng rất ít khi mình được tác nghiệp và chứng kiến tận mắt các cầu thủ cầm nén hương thắp hương và tưởng nhớ đến các vua Hùng. Thực ra thì mình nghĩ rằng là cái sự kiện bên lề như thế này nó là một cái trong những sự kiện là giúp cho các cầu thủ nếu trước ai chưa đi thì cũng hiểu hơn rất nhiều về những cái gọi là địa danh, những cái di tích và ý nghĩa của quốc gia. Với các cầu thủ thì họ cũng tập luyện quanh năm, họ cũng ít có thời gian để mà thăm thú đi du lịch, đặc biệt là tại những nơi linh thiêng như thế này, thì mình nghĩ rằng cái cách tổ chức như thế này của đội tuyển Việt Nam là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Phải nói là thầy Park là một người vô cùng tâm lý, và mình được biết thì thực ra thầy Park đây cũng là lần đầu tiên thầy đến với Đền Hùng, đến với Phú Thọ. Đấy, những chi tiết đặc biệt của thầy Park ở trong cái chuyến thăm Đền Hùng này, các bạn hãy lên kênh Hậu Trường Bóng Đá. Đó, ở đó mình sẽ đã cắt riêng ra những chi tiết rất đặc biệt và riêng của thầy Park tại Đền Hùng. Các bạn hãy cùng vào đó để xem, chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ với rất nhiều thông tin liên quan đến thầy Park tại Đền Hùng. Rồi, lúc này thì đội đã lên đến đỉnh của Đền Hùng rồi, nơi mà ban tổ chức sẽ làm cái lễ để làm sao các cầu thủ có thể thắp hương và vào viếng thăm đền thờ các vua Hùng. Bên cạnh đó là cũng là báo công cho các vua Hùng với những thành tích đã đạt được trong năm 2020. Tức là dịp cuối năm rồi các bạn. Và lúc này thì đội tuyển Việt Nam, đội tuyển U22 đang có thể nói là năm 2020 thì họ cũng không thi đấu một cái giải đấu chính thức nào. Tuy nhiên là những cái gì mà đã cố gắng làm được, trau dồi để luyện tập cũng là một điều rất đáng ghi nhận. Và lúc này các bạn hãy cùng lắng nghe ban tổ chức đọc những cái thông tin
Và tiếp theo thì để chuẩn bị buổi lễ diễn ra, nói thật với các bạn là cái việc di chuyển từ bên dưới tầng dưới gọi là mặt đất lên đến đỉnh của đền Hùng nó không thực sự quá cao đâu, nhưng mà với những ai chưa quen, ví dụ như bản thân mình đây, một người phóng viên thôi, không tập luyện quen leo lên đây thực sự là cũng rất là mệt. Và với các cầu thủ thì các mình thấy cầu thủ cũng bình thường, nhưng mà với một người như thầy Park hay là thầy Ly, người đã ở phía bên kia sườn dốc của sức khỏe rồi, thì cũng đang mình nghĩ rằng họ cũng mệt đấy, rất là mệt đấy. Và điều đó thì cũng không quá quan trọng, khi đã lên đây thì có thể có thời gian nghỉ ngơi một chút để chúng ta cùng làm lễ, chúng ta cùng quan sát, chủ yếu là quan sát và cùng lắng nghe tất cả những cái thông tin từ phía ban tổ chức và nhìn những biểu cảm, những gương mặt. Văn Quyết thì đang chắp tay, một mình Văn Quyết chắp tay. Văn Quyết thì cũng rất là khác so với các đồng đội, một người anh ở trong đội tuyển. Lúc này thì lứa các cầu thủ U22 cũng như đội tuyển Việt Nam thì thành phần lớn thành phần là nhiều các cầu thủ 2000, thậm chí là 99, 98, giải rác cho đến 97, 96, 95. Độ tuổi còn rất là trẻ. Trên đỉnh Nghĩa Lĩnh, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, nơi hội thụ hồn thiêng sông núi, đất phát tích của dân tộc Việt Nam. Trong không khí tưng bừng để biết thêm thông tin về đền Hùng, về các vua Hùng thì các bạn có thể lên search Google, mình chỉ chia sẻ với bạn những thông tin ban huấn luyện đội bóng đá cơ bản Việt Nam, là đền Hùng là đền thờ các vua Hùng đã có công dựng nước. Thì như các bạn đã biết thì vua Hùng thì có sinh ra rất nhiều người con, và ở cái sự tích về vua Hùng và là Lạc Long Quân hay Âu Cơ là những cái sự tích mà nó gắn liền với những cái nòi giống của người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta cũng tìm hiểu và mình nghĩ rằng là đây là một cái điều rất quan trọng đối với mỗi người Việt, biết được thêm những nguồn gốc của bản thân và để biết ơn các vua Hùng thì chúng ta thường thường chúng ta sẽ có những cái ngày để đến thăm. Và ở Việt Nam thì chúng ta cũng có những ngày riêng để tưởng nhớ ông Lê Hoài Anh, công lao, tổng công ơn các vua Hùng. Đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích lịch sử đền Hùng, vào thay rất mặt các đại biểu vào thượng cung dâng hương dâng hoa lễ vật tưởng niệm các vua Hùng. Xin trân trọng. Ngay sau cái lịch trình đi thăm đền Hùng thì các bạn biết được là đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển về khách sạn ở tại Phú Thọ thì là khách sạn Mường Thanh, đội tuyển sẽ ở đó và sẽ có một buổi tập vào buổi chiều ngày 26 tháng 12, trước khi có trận đấu vào ngày 27 tháng 12. Lúc này thì sân vận động Phú Thọ là người hâm mộ, là ban tổ chức cũng là rất sẵn sàng đón các tuyển thủ. Các bạn nhìn thấy Xuân Trường, Đức Trinh, Quang Hải, Công Phượng đang rất tập trung để lắng nghe cho muôn triệu con những thông tin và những trí tuệ và năng lực câu nói đến từ ban tổ chức trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Kính cáo anh linh các vua Hùng. Ở Phú Thọ thì Đức Trinh chính là một người con của Phú Thọ, và chắc chắn là Đức Trinh thì đã đến thăm đền Hùng rồi. Tuy nhiên là với các cầu thủ khác thì có những cầu thủ mình nghĩ rằng chưa từng đến đây đâu. Và khi mà có mặt ở đây thì cảm thấy nó rất là linh thiêng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí trưởng ban tổ chức được phát một nén hương. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Minh Châu, phó tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Đắc Thủy, tỉnh ủy viên, giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch, trưởng ban tổ chức trận đấu, ông Park Hang-seo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, ông Lê Trường Giang, giám đốc khu di tích lịch sử đền Hùng, vào thượng cung bái tổ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức sắp đến lúc mà các cầu thủ sẽ bước vào và thắp những nén hương rồi. Đây có lẽ cũng là những hình ảnh cuối cùng mà mình muốn gửi đến các bạn trong trước video này rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, và đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có clip mới trên kênh Tết Trần TV. Đừng quên là
Chúng ta sẽ còn rất nhiều những chiếc video liên quan đến các buổi tập cũng như trận đấu của đội tuyển Việt Nam với U22 Việt Nam. Các bạn nhé, để lại những dòng comment để mình biết là các bạn sẽ cảm thấy như thế nào và cùng chia sẻ với nhau câu chuyện của mọi người về đội tuyển Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Lên xe trở về khách sạn.